Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, chiều ngày 16 tháng 11, tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Tổ chức Blend International Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương thư viện dành cho thiếu nhi thủ đô. Tham dự có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bà Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam, bà Rana Flower, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, giám đốc tổ chức Blend International Việt Nam, Child Fund Việt Nam, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cung Thiếu Nhi Hà Nội và trẻ em đang sinh hoạt tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Thư viện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trao tặng được đặt tại tầng 1 Cung Thiếu Nhi Hà Nội có diện tích hơn 50m², được trang bị hàng trăm đầu sách, truyện về quyền trẻ em, kỹ năng bảo vệ trẻ em và sách văn học. Bên cạnh đó, thư viện còn được trang bị hệ thống máy tính kết nối Internet. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, thư viện là món quà thiết thực mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các tổ chức quốc tế hoạt động vì trẻ em Việt Nam trao tặng cho thiếu nhi thủ đô để các em có điều kiện hiểu biết hơn về quyền trẻ em và thực hiện đầy đủ hơn các quyền của mình. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông ngoài trời tại phố đi bộ Hồ Gươm. 6 tổ chức là Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, UNICEF, Blend, Child Fund, Save Children, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD, Trường Quốc tế BVIS Hà Nội có gian trưng bày. Tại đây, trẻ em và các bậc phụ huynh được tham gia các hoạt động vui chơi gắn liền với tìm hiểu, cung cấp kiến thức về quyền trẻ em, kỹ năng bảo vệ trẻ em. Các bậc cha mẹ thì có lẽ là bây giờ thì với cái việc tiếp nhận những thông tin như vậy thì các bậc cha mẹ luôn luôn có cái ý thức như vậy. Nhưng mà để mà làm thế nào cụ thể thì có lẽ là chưa nhiều người biết được cụ thể. Thì tôi nghĩ là qua những cái chương trình như này thì sẽ giúp được nhiều cho các bậc cha mẹ, cho cả các cháu nữa. Em thấy rất là hữu ích ạ, bởi vì là để cho các con cũng hiểu thêm về cái quyền của các con. Và bố mẹ thì qua đây cũng là tìm hiểu thêm được, bởi vì nhiều khi mình cũng không để ý hết được. Rất là cảm ơn chương trình, một cái chương trình rất là có ý nghĩa. Trong 2 ngày diễn ra hoạt động, các gian trưng bày đã thu hút hàng ngàn lượt trẻ em và phụ huynh tham gia. Hoạt động đã góp phần nâng cao kiến thức về quyền trẻ em và đặc biệt là trang bị các kỹ năng bảo vệ trẻ em trong cuộc sống hàng ngày và cả trên môi trường mạng. Ở đây thì nói đến là đa phần là nói đến là cái quyền được vui chơi của trẻ em và khích lệ cái trí tò mò của các cháu. Các cháu đi tìm kho báu, các cháu trả lời các câu hỏi liên quan đến công ước, các cháu được vẽ hình lên mặt, lên tay. Đấy. Thì đấy là cái ý thích rất là trẻ con thôi, nhưng mà tôi thấy rằng là rất là tốt. Các bậc cha mẹ thì khi đưa các con đến đây thì như thế là cũng đã hiểu cái quyền của trẻ em là được đi chơi rồi thì mới mang con đến vào ngày cuối tuần. Và khi cha mẹ cũng khích lệ các con là được thể hiện cái ý kiến của mình, ví dụ như là con muốn chọn cái gì, hình vẽ nào, con thích màu gì là cha mẹ không áp đặt. Luôn luôn giơ hai tay ngón cái hướng vào nhau. Chân mình giữ nguyên hay mình bước lên nhở? Bước lên. Rồi. Rồi cơ. Mình chạy lên phía trước. Hoạt động truyền thông về quyền trẻ em tại phố đi bộ Hồ Gươm là điểm nhấn quan trọng trong dịp kỷ niệm 30 năm Công ước về quyền trẻ em. Cùng với hoạt động này, hàng loạt các hoạt động khác như triển lãm ảnh, thắp sáng màu xanh vì quyền trẻ em, các diễn đàn, cuộc thi về quyền trẻ em sẽ được triển khai tại nhiều địa phương trong cả nước trong dịp này.